trợ lý này giữ trời lắm, ăn của bà chủ à, còn được ngủ chung với bà chủ à. Mặt đây mặt bất ngờ lên ghê, đóng giả bất ngờ lên. Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn, bây giờ Trâm đi xúc gạo vô gạo nấu cháo. Nói là bữa nay á không có về quê á thì dẫn anh ba nhỏ đi Aeon, mà rốt cuộc sợ đông quá mọi người, sợ đông quá mệt cho nên là ở nhà luôn. Giờ Trâm xúc gạo đi nấu cháo ăn. Bữa hổm anh bạn già đem cái lòng dồi ở trên Đắk Lắk xuống á, hôm nay Trâm sẽ nấu cháo. Bớt lại đi, nấu như đây nở tét nồi rồi. Bây giờ Trâm sẽ đi vo gạo. Trâm sẽ cho 3 củ hành tím vô lát nữa để cho nó thơm rồi nước. Bây giờ Trâm sẽ bưng cái nồi gạo này ra, Trâm bắt ngoài vườn Trâm nấu nha mọi người. Em đem ra em nấu rồi, lát nữa anh bỏ lòng anh vào đi. Nha. Ok. Bây giờ Trâm sẽ đi mở cái lồng này ra. Cái lồng này người ta đã dồi sẵn rồi. Cái này là một chỗ gần nhà anh bạn già, người ta bán cháo lồng á. Mà người ta bán ở trong hẻm, trong hốc á, chứ không thể bán ngoài mặt tiền đâu mọi người. Đó, rồi ăn ngon á. Ăn ngon, ui cha, nó xì. Ăn ngon rồi bắt đầu á, Trâm gã đông nè. Ăn ngon rồi bắt đầu đặt, bữa hổm nó xuống đặt ăn hết lần rồi. Hôm nay Trâm làm thêm lần nữa nè. Trời ơi cái này là tim yêu thích lắm mới mê chứ. Anh ơi cái này chắc nó gã đông rồi, chắc phải đem chiên một ít đi anh ơi, anh cho nó ngon anh nè. Chiên gò mình luộc không à. Cái lòng dồi này nè, lát nữa đem chiên. Chiên gò là Trâm luộc không mọi người, làm biếng chiên á. Cái này người ta sơm cái nó bị lủng nè. Để đem ra ngoài kia chiên. Vậy nếu mà đem ra ngoài chiên thì bắt nồi cháo đem vô đây. Sao không được hết. Để một ít luộc nữa anh. Để một ít luộc, ít chiên ăn đi. Rồi đi ra cắt rau thơm để lát nữa ăn kèm. Đáng lẽ là phải có rau thơm mà nhà Trâm không có rau thơm mọi người. Húng cây á, nhà Trâm chỉ có rau quế thôi. Trâm sẽ dẫn mọi người ra đây nhổ gừng. Đây, đây là bụi gừng của Trâm sau bao thời gian. Ồ, lá lốt bữa nay nó tốt luôn nè mọi người ơi, ra lá luôn kìa. U là chèn, mê chưa? Anh bạn già đang nhổ giùm Trâm luôn. Đúng rồi, một nhánh là đủ rồi, vô lặng lát nữa bỏ vô nước mắm cho thơm thôi chứ có làm gì đâu. Ồ bên đây có con cây mướp lên nữa. Vậy được không? Ủa không có củ gì hết trơn vậy ông Kỉnh? Củ có nhít nhịt vậy hả? Ui là chèn. Trời ơi trời nắng quá trời, mấy cái rau gì? Mấy cái gì đó. Ừ cũng nhỏ nhỏ thì cũng được rồi. Rồi nhỏ vậy được rồi. Già rồi. Được rồi. Trời ơi đây được một củ nữa nè. Ôi ôi. Đang to, thơm mùi gừng rồi. Có cây này là hơi non nè, cây này uổng quá trời. Kệ để lấy lá vô lát nữa trang trí. Mấy ngày á, Trâm ở nhà hầu như là cái quạt hút của Trâm á, nó hoạt động full công suất luôn á mọi người. Thấy rau muống của Trâm nó lên ok la la chưa à, Trâm cắt cái quế này. Lát nữa xong cái Trâm cắm cái cọng trở lại. Không có rau thơm, có rau quế không à. Trồng rau thơm mấy lần ăn xong rồi nó cũng rụi, mà rau quế thì trường tồn. Nè nó ra bông nhiều là Trâm nhắc Trâm dục rồi đó. Đừng cho nó ra bông mọi người, cho nó ra bông á nó nhanh cỏi lắm. Bây giờ qua cắt thêm ít lá ngò gai nữa. Hay cắt thêm ít lá ngò gai luôn. Cái gì anh? Xong rồi để em vô cho làm miếng mắm. Ớt mới hái cái đợp đây mà giờ nó chín nữa quá trời, chín binh thiên hết trơn rồi. Thiệt tình. Rồi lúc trồng nó ra nhanh quá, hái thu hoạch cũng không kịp. Thôi nè, ớt nè mọi người, thu hoạch luôn. Bữa em cắt phục hồi, anh Bảo em cắt phục hồi phía bên kia. Năm sẽ cắt thêm một ít rau găm nữa. Ăn cho nó thơm gâu thơm ơ đồ. Gió đưa cây cải về trời.
dạo dám ở lại chịu đời đắng cay. Chăm sẽ cắt một trái tắc, hai trái tắc gì và lát vô làm nước mắm, dắt vô nó hơi chua chua vậy đó mọi người. Có trái nào chín chín nè anh này đó, thơm quá. Vẫn có niềm đam quê mê với rau quế không? Nói chung là mình trồng được á, mình trồng cái loại nào dễ là mình có động lực hơn. Mình mới trồng mình đừng trồng mấy cây khó khó, trồng mấy cây khó 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 lên cái mình nản. Bữa hai cha con về nội, nội có mần gà cho ăn không? Mần mấy gà rừng kia. Gà rừng hả? Kẹp dài dài. Sao kỳ vậy kẹp? Kẹp nó đâu có mê gà ta đâu. Gà rừng với gà ta. Ý là thịt gà đó là nó không có chịu rồi, gà tre gà đồ nó không đã có ăn đâu. Gặp người ta khoái lắm này. Con người ta đưa cái đùi cái là trời ơi ăn nhìn thấy thèm luôn á. Trời ơi. Gà hả? Anh chí con hát chạy vô bụi nó trốn liền, đi tới đi lui nó nằm kiếm hoài không ra. Nó nằm im vậy á. Gà. Ta đưa cái đùi gà là ta tợp tiền, ta phái tiền, còn nó giống như nói ảnh nó phải lên nấu cho con ăn, cái ông kêu con đâu cần ăn cũng được mà mẹ. Trời trời. Đùi gà đỏ thì nó chê. Là sao? Thịt đùi gà mà chắc mà thịt nó đỏ. Chê. Để ngồi để sau đi em sắc trước ớt. Ngồi lăn cho tắt à. Chăm sắc ớt em làm miếng nước mắm mặn lát nữa chấm á mọi người. Này có thêm gì ta? Phèo non ha. Bao tử nữa thì ngon. Mà có thêm nữa ăn không hết đâu mọi người ơi. Cái ăn chút một chút thì làm ăn không có nhiều hết trơn mà nó cực. Nhiều lòng đây là mỹ mãn rồi. Lát nữa thịt cái ướp cái giò viên thả vô. Anh bạn nhỏ thì anh ăn thịt giò viên, chăm với anh bạn già thì ăn lòng. Ăn thịt vịt thì làm nước mắm gừng kiểu kia, còn ăn lòng mà chăm làm nước mắm mặn cho thêm gừng kiểu này. Rồi rồi xong đó, vậy là xong chén nước mắm. Lát nữa ăn lòng rồi nha mọi người. Đó. Chăm có ớt ngâm nước mắm ở trong kia nữa kìa. Rồi xong, để đây hai ba con lo đi ra đi luộc lòng cho mẹ nè, chứ ở đó mà nằm ấm cái mặt nó kìa, nó ve vãn kìa. Đi ra nhanh chứ à, nhanh lên. Rửa tay đi. Nấu ăn mà sao trời làm gió rồi nè. Đó. Chuyển đen rồi. Đó. Luộc cái sau này ha. Chiên sau này. Luộc sau này chiên cái nhỏ hơn dễ hơn. Chiên cái nhỏ nè. Ngon ha. Luộc cái nào? Luộc cái bự đi. Chiên cái đó đi. Xong bỏ cái nào luộc bo vô. Rồi đem vô nhà luôn đi anh. Đem nồi cháo vô nhà luôn mọi người ơi, trời chuyển mưa rồi. Sau đó rồi mình mới đem dồi ra đây chiên để cho nó lẹ, để trời mưa làm không kịp. Đó, đúng rồi. Đi vậy đó. Bưng ra xong rồi lại bưng vô rồi lại bưng ra. Cái dây này là cái dây cái này là dây bự để chim thả vô nồi cháo luôn. Đó. Còn cái dây nhỏ còn lại là để đem đi chiên. Dây này đem đi chiên. Dây này đem đi chiên. À còn một dây. Vậy là Trâm sẽ nấu 2 dây và Trâm chiên 2 dây mọi người. Đây.
thả dây này vô luôn. Đó, vậy là như ý rồi ha. Thả đi cho nó thơm tho đi. Đó. Chăm đi ướp thịt. Anh bạn già sẽ phụ trách chiên giùm Chăm cái phần dồi này. Chăm sẽ nêm vô nồi cháo này một miếng muối. Đó. Chăm sẽ nêm vô thịt này là nửa muỗng cà phê muối. Để lát nữa Chăm dồi viên Chăm thả vô á mọi người. Muối. Bột ngọt. Chăm sẽ cho vô đây thêm miếng hành phi nữa. Đó. Bột ngọt hành phi. Yêu yêu tờ yêu tiêu. Đó. Tôi thêm một miếng hành lá nữa rồi bắt đầu Chăm di bóp cái thịt này ra. Vậy là có thể dò viên được rồi. Cho vô đây thêm tí hạt nêm nữa mọi người, hạt nêm từ thịt cà lo. Rồi. Cái nó to lên đó. Nó vô lại một nhiều. Đây em. Bữa nay chiên. Em mới chiên em ướp thịt cái em ra. Anh bạn già đi chiên rồi đó. Giờ ổng đi chiên rồi đó mọi người. Sửa lại tí. Tình đời khi trắng khi đen, cười vui mãi đó nhưng giờ tương chẳng hề quen. Gặp thì người thơ dường như chẳng biết bao giờ. Tình nghĩa xưa bây giờ chỉ còn lời nói hững hờ. Cuộc đời khi có cho không em. Có vậy là ba giây lần hả? Đã ở đây 2 giây không anh, mấy giây, 2 giây là 4 giây. 1 giây. Nào 1 giây. Mà anh 2 giây, 1 giây dài, 1 giây ngắn. Đó, Chăm cho viên viên này thả vô lát nữa này cho anh bạn nhỏ nè. Mẹ dò thịt cho con nè. Nấu thịt về giống nấu cháo bồi á. Nấu cháo bồi là nấu cháo trắng á mọi người. Nấu cháo trắng với thịt á, mà nấu kiểu đặc đặc á. Với quê Chăm kêu nấu cháo bồi. Nấu cũng có giá rồi này kia nọ, gà rau rồi ha. Còn trái thanh long á con. Ăn long không? Thanh long ăn đi con. Dạ có bánh không vậy? Bánh hả? Giờ có cục trái nữa không? Đó cũng lạnh là gì mẹ với nè. Giờ còn thanh long còn chuối nữa. Đợi mẹ nấu cháo chút nữa rồi ăn. Không thì trái ra mua gì vậy ăn đã. Để em mời thì con đi mua đi. Ừ, đi đi. Ừ, đúng rồi. Nhà trước anh mua có con khó gì đó mà mua. Thì tùy con, không có mua gì cũng mua. Chứ nó dài lắm đó, cái đó là rùa kèo non mà. Phùng ra thấy không? Ừ, trong đó nó còn huyết á anh. Cho nên nãy em thả vô nồi cháo cho nó ngon đó. Ồ, mà thơm anh ơi. Thơm gì đâu luôn á. Ôi, công nhận cái chị này ướp hay thiệt chứ. Ướp như dính ngay chóc vị nhà mình luôn. Trời ơi, cây kèo huyết nó xì ra đó cô chú anh chị. Bên kia dây anh bạn già, anh chiên. Ôi, bắn ra coi chừng nó văng xuống cái cây quý vị là nó ấy nha. Sao? Viên dòi chín chưa trợ lý? Chính là chắc chắn chính rồi. Trợ lý này dữ trời lắm, ăn của bà chủ à, còn được ngủ chung với bà chủ à. Mặt đây mặt bất ngờ lên ghê, đóng giả bất ngờ lên. Đau ruột quá, đau ruột quá. Đù kìa. Diễn sâu. Chiên cho chín nha, đừng có khô quá anh nè. Được con rồi, như vậy là được rồi nè. Gấp ra đi. Được rồi, gấp ra. Được nha. Ừ. Wow. Ôi, công nhận thơm thiệt chứ bộ. Cái dưới đẹp hơn. Ngon ngon, hồi vô nó nguội cái gì cắt ra. Để Chăm chẻ nó thử coi nó chín cho mọi người. Đó, nó còn xì quyết ra kìa, thấy không? Đó.
Bữa giờ thấy người ta làm cái trứng gà Thái Lan đó, bằng mấy cái ruột á, bằng mấy cái ruột nhân tạo á, mấy cái gì đó, collagen, rồi collagen nó lộn, ruột nó rẻ hơn cái ruột heo khô kia, rẻ hơn cái ruột heo khô mình làm thịt xưởng rồi đó. Đó đúng rồi, chỉ ngồi làm biến không có chiên, biến này chiên thơm quá trời. Kê cái thau vô giùm mẹ với. Mẹ đưa cao lên, dính bóng đèn lên cao, lên dính cao, dính bóng đèn lên cao, không có dính. Rồi. Đó. Sao vô đây nhìn nó đuôi then vậy? Rồi, bóc lũm này nha, bóc lũm này nha. Mà biết ngay mà. Nhìn cái miệng chóp chép là biết rồi. Cái gì vậy? Ừ. Trong đây nó có cái gì? Anh cắt đi. Anh cắt đi. Ừ, cho em khúc đuôi nè. Cho nhiều quá rồi, cho dữ chưa? Ăn đi cái đó ngon lắm á. Trong đó có huyết nè, có thịt nè, có rau thơm nè, có tiêu nè, có sả nè, gia vị nè. Ai nói chê vậy trời, ăn phải có bài bản rồi chứ. Đó, ngon. Mày trông kỹ rồi chưa? Trời ơi. Kẹp lá quế vô, kẹp thêm lá ngò gai vô, sả, chan thêm miếng mắm vô, ớt vô. Tại sao người miền Bắc lại phát minh ra cái món ngon vậy đó? Mặc dù món mua này của chị miền Trung làm. Cho anh ăn miếng ớt luôn nha. Có miếng ớt cho cắn ăn cay cay cũng đã. Tôi nhớ đâu găm nữa à. Rồi. Đi rồi ăn cái này xa đà rồi mà sao ăn cháo. Nồi cháo này á, là chăm nêm nếm vừa ăn rồi cô chú anh chị ơi. Đó. Mình sẽ cho một ít hành eo xà vô, tắt bếp. Đó. Cho miếng yêu tiêu, miếng hành phi vô nữa. Đó. Rồi, cho miếng phi hành gia vô. Phi hành gia là pha hành di. Đó. Rồi. Nhấc cái nắp. Đó. Sau đó mình sẽ cho vô miếng yêu tờ yêu tiêu, chậm dí là nhà chăm ai cũng ăn tiêu ăn hành được, cho nên mấy khoản này khỏe lắm. Ai ăn không được thì thấy hôi, chứ mà không có là nghe nó tanh nha mọi người. Tanh là ăn không được luôn á. Còn ai mà ăn không được ha, trời ơi bỏ vô ta nói hôi là bỏ chạy 8 kiếp đời dương luôn. Rồi xong. Như vậy là nhà chăm đã xong cháo lòng dồi. Đó. Chăm sẽ múc cho anh bạn nhỏ trước tô cháo để cho nó nguội. Nguội đằng ảnh ăn. Thịt này lúc nãy Chăm cũng ướp gia vị đó mọi người. Ướp cho nó vừa ăn rồi. Múc cho ảnh hơi đặc đặc tí đi. Tại anh không có ăn được lòng. Rồi. Giờ là Chăm sẽ múc cháo cho Chăm với bạn già. Chăm thì thích ăn lỏng lỏng. À, để múc cho ảnh hơi đặc xíu. Chăm là húp húp càng phái hơn. Đúng là lòng dồi
chiên có khác, mùi luộc có khác, khác bọt luôn á. Hai cái có vị riêng hết. Luộc nó teo hơn hả? Không phải, do cái ruột nhỏ. Bộ này nhỏ không? Ruột nhỏ. Ruột non nhỏ. Tắm nước. Để nó teo lên cái ruột. Sao non á? Con mắt mà. Thêm cộng màu gai nữa mới đúng đó nè. Ừ, phải có cộng màu gai chứ. Ừ. Màu gai em chậm tới không đủ nó. Nó nguội ha. Mấy bữa nắng quá không trời, nắng ghê luôn. Mấy ngày đi là không có một giọt mưa luôn. Tăng 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 miệng. Món này khuyến cáo cho hết hồn với giết. Hứa hồn với giết còn gì. Cửa đập gió quá. Không trễ thôi mà. Nay cũng bay quá. Món này khuyến cáo cho mấy cô chú anh chị em bị gút là không nên ăn. Gút là không nên ăn nội tạng. Này lâu lâu ăn là được chứ ăn hoài nó được. Đạm nhiều không? Nói chung nội tạng là hạn chế ăn hơn. Lâu lâu ăn nữa rồi. Nói chung mình lâu lâu ăn ngầm vậy không? Chỉ là mấy người bán cháo đồ ăn hàng ngày thôi. Nhớ có một đợt ở Đắk Lắk ăn lòng gà mà bà nội cho ăn ngày nay, ngày mưa, ngày ăn ngày mốt, ăn liên tục luôn. Mà lòng gà nấu cháo ngon nha, nấu cháo lòng gà xào không nấu cháo ngon lắm. Nấu ăn nấu miếng kiểu đó đã ăn. Gan, mềm, ruột. Nó lâu ăn nữa, ngon ăn nhiều lắm. Nó làm nước mắm cũng ấy ha, chấm ngon rồi. Như mấy cái đồ đó chuối chấm nhận mắm cay thì cay á. Củ gừng nhỏ gì mà cay nè, củ gừng nhỏ nó già á. Già ơi. Ừ. Kiệt à. Kiệt. Dạ. Mở nhỏ lại. Chơi game gì mà mở hết ra vậy, hết số rồi con. Con có chơi game đâu mà. Để chơi cái gì? Chơi con nhỏ thôi mà. À con video mà giữ là phải mở nhỏ lại con. Video gì mà nó rầm 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 giống chơi game hả? Chơi mấy bữa nữa lại bữa vô học là xì tớp lại nha. Tập trung vô năm học nha. Bữa giờ chơi thoải mái rồi đó. Mẹ cho hết chơi hết số hết ga mà. Ngon quá. Mà chắc ăn không hết dĩa này đâu rồi. Rồi sáng thấy đỡ bây giờ cũng xong mũi lại rồi hả con? Thương quá. Mới đầu là tính đi ăn on. Xong rồi mới là bữa thay đông. Kiệt, mệt nữa. Đi ăn on nó còn mệt đuối. Bữa nay là trên nhà bạn già hái chùa riêng. Nay hôm qua lần nữa. Qua hôm nay. Hôm qua, sắp hôm qua. Mà nay mới gửi hình nè, nay chú mới gửi hình. Chú gửi hình hôm qua mà. À vậy hả? Chú mới về tối. Tối hôm qua, sáng hôm qua chứ. Tối hôm kia. Tối hôm kia, lúc về. Dầm thử vô bé béo. Hồi đó nuôi heo mà giờ kêu lòng xe điếu á, là mình nội kêu lòng sáng, là mình nội mở ra cái này. Con heo cọt nào mà bị dày dày vậy là mình nội dục hết. Giờ kêu lòng xe điếu, mà nội mà dục hết nguyên một đồ lòng. Mình quên còn hạt ớt không chưa ạ? Không biết nó thấm được. Thấm rồi. Mấy ngày rồi đúng không? Mình trước em có luộc sơ quá hả? Không, em rửa em để ráo. Luộc tính em phơi mà.
bữa đâu có nắng đâu thôi. Mưa mà. Cửa không có đồ trắng lắm. Em thấy giật mình luôn. Hết dĩa lòng luộc rồi. Mọi người cô chú anh chị ơi. Nó béo nè. Dầm vô cháo ăn không ngon đúng không? Nó béo. À, trong kết thúc video nha, ngày nay hai đứa nấu một cháo ăn đã đời luôn thì. Chắc lâu lắm, chừng nào có ảnh đi về trở nữa mới có món này tiếp. Ăn xong rồi lên nằm chơi tiếp đi. Chơi qua đợt này rồi bắt đầu là tập trung vô học hành ha. Ok không? Ăn hết tô cháo rồi đó cô chú, ăn gần hết rồi đó. Anh bên đây ăn xong phụ dọn rửa. Thôi chấm kết thúc video nha mọi người. Chúc mọi người có kỳ nghỉ lễ vui vẻ nha. Bye bye.